Trước tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước diễn biến phức tạp, Bộ Y tế vừa có chỉ thị yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt trong tình huống có 30.000 người mắc Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng các phương án kịch bản diễn tập phòng chống dịch theo các tình huống cụ thể, nhất là các tình huống khi dịch bệnh bùng phát trên địa bàn, chủ động chuẩn bị và triển khai phương án đảm bảo, dự trù, đầy đủ về vật tư, trang thiết bị y tế phòng chống COVID-19, đặc biệt trong trường hợp toàn quốc có 30.000 người mắc. Các cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân loại, kiểm soát triệt đề, người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh, Đồng thời hạn chế tối đa người nhà vào thăm, chăm sóc người bệnh, đẩy mạnh khám chữa bệnh từ xa, đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến. Bên cạnh đó cần thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đối với nhân viên y tế, người bệnh và người chăm sóc người bệnh. Đảm bảo thuốc men, máy thở, oxy, máy xét nghiệm phục vụ điều trị cho người bệnh. Khi phát hiện ca bệnh trong cộng đồng, cần khẩn trương tổ chức khoanh vùng nhanh và gọn nhất có thể, thu hẹp phạm vi khoanh vùng một cách phù hợp, truy vết nhanh các đối tượng tiếp xúc gần, thực hiện cách ly theo quy định.